Lời chứng của Isaac Mayen Phần 5 Con đường của quỷ đến địa ngục Tôi đã đến hơn 200 nhà thờ với thông điệp ăn năn này. Tôi đã ở trên đài phát thanh tuyên bố thông điệp này mà chúng tôi đã nhận được từ Chúa. Bạn à, cuộc sống vĩnh cửu là một vấn đề của cá nhân. Khi bạn chết bạn sẽ chỉ có một mình. Sẽ không có ai ở bên bạn và bạn sẽ một mình đối mặt với thế giới bên kia. Chú phán, hãy nói cho dân ta biết bên cạnh sự sung sướng có sự chết. Người ta nói các mục sư cứ nói rằng Chúa sẽ trở lại nhưng Ngài sẽ không trở lại. Họ không hiểu rằng cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Nhiều người sống trên trái đất đã bị ma quỷ chuẩn bị cho vị trí của họ trong địa ngục vì cuộc sống tội lỗi. Chúa Giêsu nói, con người không xuống địa ngục khi họ chết, mà họ đang trên đường đến địa ngục khi họ đang sống trong tội lỗi và làm những việc xấu xa khi bạn không ăn năn bất chấp sự giảng dạy và cảnh báo của chúa khi bạn liên tục sống một cuộc đời tội lỗi bất chấp nhiều nỗ lực của chúa để cứu linh hồn bạn bạn đang ở trên con đường rộng lớn dẫn đến hố lửa lớn bạn à cách chúng ta sống cuộc sống trên trái đất là chìa khóa cho sự vĩnh cửu của chúng ta phong cách sống của bạn là chìa khóa và sẽ quyết định sự trường tồn của bạn vì khi bạn chết bạn sẽ không trở lại nó là cuối cùng và đã giải quyết bất cứ điều gì bạn thấy trên trái đất này sẽ qua đi. Sự phù phiếm và theo đuổi gió. Đừng để bị ấn tượng bởi niềm vui, sự vui vẻ và giải trí của thế giới này bị đối phương kéo ra trước mắt bạn. Hỡi anh em, hãy phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho đấng cơ Bạn phải luôn luôn kiểm tra cuộc sống của bạn và sự bước đi của bạn trong suốt cả ngày và trong suốt tuần. Khi bạn thường xuyên kiểm tra cuộc sống của mình, bạn chắc chắn sẽ xác định được những điểm yếu và những điều thiếu sót của mình sau đó bạn sẽ thực hiện các biện pháp tích cực bạn phải luôn quan sát và xem xét lại diễn biến cuộc sống của mình trong ngày cách bạn trải qua một ngày từ sáng đến chiều đến tối tôi muốn yêu cầu bạn sống một lối sống xưng tội và từ bỏ bạn ơi đừng nhầm khi bạn phạm tội vào buổi sáng và bạn không thú nhận tội lỗi của bạn ngay lập tức khi cái chết làm bạn ngạc nhiên vào buổi tối, bạn sẽ rơi vào hồ lửa của địa ngục. Học cách thú nhận tội lỗi của bạn ngay khi bạn nhận ra rằng bạn đã sa ngã, nếu không, bạn sẽ mất linh hồn, vương miện của cuộc sống và phần thưởng cho công việc bạn đã làm cho vương quốc thiên đàng. Ăn năn sám hối hàng ngày phải là một lối sống. Nó phải trở thành một kỷ luật và sự tận tâm mỗi ngày. Những người phàm tục yêu dấu có thể chơi với tiền bạc, quần áo của bạn và thuộc về bạn, nhưng bạn không được để bất cứ ai chơi với số phận của linh hồn bạn, vì linh hồn của bạn có giá trị trong mắt của Đức Chúa Trời. Linh hồn của chúng ta là điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Chúa đang cố gắng nói với chúng ta rằng ăn năn và từ bỏ là điều cốt yếu cho dân sự của Ngài. Người đàn ông thú vật. Bây giờ tôi sẽ nói về những con quỷ đang làm việc để khiến dân Chúa phải xuống địa ngục. Bạn à, bạn phải quyết định không xuống địa ngục vì tôi đã thấy những cực hình và khủng khiếp ở nơi đó thiên sứ của chúa đã đến và lấy linh hồn tôi và bắt đầu nói với tôi về những hành vi và tính cách đang dẫn con dân chúa đến địa ngục thiên sứ nói trong chiến tranh của cơ đốc giáo có một con quỷ đứng đằng sau mọi tội lỗi mà tín đồ phạm phải bất cứ khi nào tội lỗi trở nên dai dẳng trong cuộc sống của bạn sẽ có một con quỷ hoạt động để ràng buộc bạn với tội lỗi đó hành vi cưỡng bách và nghiện ngập là do ma quỷ ảnh hưởng con người phạm tội trừ khi bạn được giải phóng khỏi sự trói buộc của tội lỗi bạn sẽ không được tự do sau đó thiên sứ của chúa bắt đầu cho tôi thấy những linh hồn ô uế đã ảnh hưởng đến các tín đồ trong hội thánh thiên thần đã đưa tôi vào nhà của một tín đồ khi người đàn ông này bước vào nhà của mình mọi thứ dường như vẫn ổn nhưng khi anh ta ra khỏi nhà tôi thấy đầu anh ta là của một con rắn thiên thần nói với tôi tín đồ này cũng như bao người khác bị linh hồn rắn ảnh hưởng tức là tinh thần dối trá anh ta là loại cơ đốc nhân gây chia rẽ trong hội thánh chia rẽ mọi người bằng miệng lưỡi của mình sau đó thiên thần chỉ cho tôi người tin thứ hai khi anh ấy vào nhà anh ấy không sao nhưng khi anh ấy ra khỏi nhà tôi thấy anh ấy có một cái đầu dê thiên thần nói người đàn ông này khiến người ta đập đầu nhau như dê anh ta khiến mọi người xung đột đánh vào đầu nhau sau đó thiên thần cho tôi thấy một tín đồ khác ra khỏi nhà của anh ta tôi thấy rằng anh ta có đầu của một con chó thiên sứ nói dù nghe lời đức chúa trời anh ta vẫn luôn quay lại tội lỗi của mình như một con chó đi nôn mửa vậy sau đó thiên thần chỉ cho tôi một cơ đốc nhân khác khi anh ấy vào nhà anh ấy vẫn ổn nhưng khi anh ta ra khỏi nhà, tôi thấy anh ta có cái mai của một con rùa. Thiên sứ nói, tín đồ này đến nhà thờ nhưng lại là phù thủy. Nghe lời Đức Chúa Trời liên tục, nhưng lòng cứng lại và lời Chúa chẳng có tác dụng gì đối với anh ta. Vỏ rùa ngăn nước, đó là lời Đức Chúa Trời. Những người bị phù thủy có trái tim bằng đá và họ không ăn năn bất chấp lời Chúa. Thiên thần cho tôi thấy một tín đồ khác sắp ra khỏi nhà anh ta tôi thấy anh ta có bộ lông của một con công thiên thần nói đây là tinh thần của kiêu hãnh có những người con của đức chúa trời phụng sự đức chúa trời với lòng kiêu hãnh và so sánh mình với các tôi tớ khác và cố gắng đạt được vinh quang chúa đề cao kẻ khiêm nhường và khước từ kẻ kiêu ngạo nguyên nhân của sự chết bạn ơi chúa đã cho tôi thấy cái chết của tội nhân kinh khủng thật tôi đã thấy mọi người chết trong tội lỗi của họ họ đã nghe lời đức chúa trời và họ lãng phí cơ hội để ăn năn họ đã chết trong tội lỗi của họ và tôi đã thấy khi linh hồn họ rời khỏi thể xác ngay lập tức tôi nhìn thấy ma quỷ đến bắt lấy linh hồn của họ tôi nhận thấy rằng những linh hồn ô uế đến tìm họ là những bộ xương họ mặc quần áo màu đen và những con quỷ chết chóc là những bộ xương đang cầm roi tôi thấy họ bắt linh hồn của những người đã chết trong tội lỗi những linh hồn này bị bắt và đưa trên một con đường tối và đường hầm tối dẫn họ đến hố lửa thưa các anh chị em tôi đã xem các thiên thần của thần chết bắt giữ những người đã chết trong tội lỗi của họ và dẫn họ xuống địa ngục cái chết của một tội nhân thật khủng khiếp bất cứ khi nào một người đàn ông chết trong tội lỗi anh ta sẽ nhanh chóng nhận thức được thế giới linh hồn và anh ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những con quỷ mà anh ta không thể nhìn thấy trước đây anh ấy sẽ cầu mong sự giúp đỡ của các mục sư nhưng sẽ quá muộn anh à khi anh sống trong tội lỗi anh không nhận ra mối nguy hiểm nghiêm trọng mà anh đang phải đối mặt đó là khi bạn chết và bạn nhìn thấy thế giới linh hồn bạn sẽ nhận ra lực hấp dẫn của thế giới linh hồn thiên sứ của chúa đã tiết lộ cho tôi biết rằng con người đang bị dày vò trong địa ngục bởi chính những con quỷ đã giành lấy linh hồn của họ đây là những con quỷ đã trói buộc họ vào tội lỗi đây là những con quỷ đã khiến họ sống trong tội lỗi bất cứ khi nào bạn sống trong tội lỗi bạn thực sự đang thực hiện sự trả giá và ý chí của những linh hồn ô uế đang hoạt động để giành lấy linh hồn bạn lưu ý rằng ma quỷ khiến người đàn ông phạm tội để giành lấy linh hồn của họ và kéo họ xuống địa ngục và hành hạ họ trong lửa ngày đêm đừng nhầm bạn sẽ phải thú nhận tội lỗi của mình để thoát khỏi nơi kinh khủng này thiên thần đã tiết lộ cho tôi rằng đằng sau mỗi tội lỗi đều có một con quỷ cuộc sống tội lỗi mà con người sống trên trái đất này là kết quả của ảnh hưởng của ma quỷ thiên thần tiết lộ rằng trong cuộc đời của mỗi người đàn ông đều có một tội lỗi lớn mà họ mắc phải và khi con người rơi xuống địa ngục họ bị những con quỷ đã giam giữ họ trong tội lỗi đưa đến một bộ phận và thung lũng cụ thể tương ứng với tội lỗi lặp đi lặp lại là tội lỗi chính của họ bạn à cuộc sống bạn đang sống bây giờ sẽ đưa bạn đến thiên đường hay địa ngục cách bạn bước đi trên trái đất này để lại hậu quả vĩnh viễn cho những việc làm và hành động của bạn sẽ theo sau bạn hậu quả cuối cùng của hành động và cách cư xử của con người trên trái đất là thiên đường hoặc địa ngục chúa đã cho tôi thấy quá trình của cái chết cách con người chết và cách con người sống trên trái đất chúng tôi đang trong một buổi tĩnh tâm cầu nguyện với các anh chị em Tôi cầu nguyện cho đến 10 giờ tối sau đó một cái gì đó đã xảy ra. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình như bị bóp nghẹt. Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng Chúa phán, "Isaac, bây giờ ta muốn cho ngươi thấy người ta chết như thế nào. Ta muốn con trải qua quá trình của cái chết." Khi tôi nghe những lời này, tôi sợ và tôi nghĩ mình chết đi sống lại. "Tôi thưa, lạy Chúa, nếu đời con có tội mà con không biết, con đã cầu xin Chúa tha thứ cho con." tôi bảo vợ hãy nắm tay tôi và cầu nguyện cho tôi vì chúa sắp sửa lấy một thứ gì đó trong cơ thể tôi khi vợ tôi cầu nguyện xong tôi bắt đầu có một cảm giác lạ đột nhiên tôi nghe như một quả bóng nổ bên trong cơ thể mình có gì đó nổ tung trong người tôi như một quả bóng bay không ai nghe thấy tiếng nổ đó kể cả vợ tôi đang ở bên cạnh tôi ngay sau khi quả bóng nổ tôi bắt đầu cảm thấy một luồng khí rất mạnh thoát ra từ miệng với áp lực rất lớn giống như một quả bóng đang bị xì hơi tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra đến một lúc nào đó không khí thoát ra từ miệng tôi ngừng lại khiến tôi không thể nghe thấy nó nữa nó giống như quả bóng đã nổ trong cơ thể tôi bị hút hết không khí thoát ra cơ thể của tôi đã cạn kiệt năng lượng quan trọng của sự sống và bị tước đi hơi thở mà chúa đã thở trong lỗ mũi của tôi đó là linh hồn Tôi hiểu rằng không khí thoát ra từ miệng tôi là linh hồn của tôi, rời khỏi cơ thể của tôi. Vụ nổ của quả bóng bay này là linh hồn của tôi đang sống trong cơ thể tôi và tôi đã chết. Kinh Thánh cho biết trong sáng thế ký 2, 7, giê hô và Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người từ bụi đất, thổi hơi thở sự sống vào lỗ mũi, và loài người trở thành linh hồn sống. Vì vậy, khi tôi rời khỏi cơ thể của mình, tôi như ở trong bóng tối, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì và tôi rất bối rối. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ khác, giống như một quả bóng được bơm không khí. Đây thực sự là sự trở lại của linh hồn trong cơ thể tôi. Tôi trở lại với ý thức của mình. Khi tôi sống lại, tôi thấy cơ thể mình rung lên và có một luồng điện mạnh trong cơ thể. Thưa anh chị em, chúng ta không phải là chủ nhân của hơi thở của sự sống đang làm sinh động cơ thể mình. Chúa là chủ của hơi thở của chúng ta, đó là theo ý muốn của Ngài mà chúng ta đang sống trên trái đất nhờ vào hơi thở của sự sống mà Ngài đã đặt trong chúng ta. Hơi thở của sự sống là ân điển của Đức Chúa Trời để chúng ta ăn năn và sửa đổi cuộc sống của mình vì chúng ta không có quyền kiểm soát nó. S40, 6, 8, 6 có tiếng nói rằng, hãy khóc đi. Và anh ấy nói, tôi sẽ khóc cái gì? Tất cả xác thịt là cỏ, và tất cả vẻ đẹp của nó như bông hoa của cánh đồng. Bảy cỏ héo, hoa tàn, vì thần của Đức Giê-hô-va thổi trên nó, chắc là dân cỏ. Tám cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Thi Thiên 144 câu 4 con người giống như phù phiếm, những ngày tháng của anh như một cái bóng trôi đi. 127 câu một chớ khoe mình về ngày mai, vì bạn không biết một ngày có thể mang lại điều gì. Khi thiên sứ của Chúa đưa tôi xuống địa ngục, tôi thấy ở nơi này đau đớn và dày vò lạ thương có quỷ. Có những con dung chui vào cơ thể người ta và đau đớn không thể chịu nổi. Khi tôi nhìn thấy sự đau khổ này, tôi đã bị sốc vì nó thật kinh hoàng. Tôi bắt đầu kêu cầu chú cứu giúp những người này vì nỗi đau không thể chịu đựng được. Chú nói, ta đã cho họ cơ hội để ăn năn trên trái đất, nhưng họ đã bỏ bê và lãng phí cơ hội để ăn năn từ những tội lỗi của mình. Đã quá muộn cho họ. Họ sẽ không rời khỏi nơi này. Trong địa ngục, tôi thấy những con quỷ liên tục cười nhạo những linh hồn đã mất, nói với họ, bạn đã không ăn năn. Bạn đã nghe lời nhưng bạn là kẻ giả hình và bạn có cuộc sống hai mặt. Bạn có thể đã lên thiên đàng nhưng bạn đã lắng nghe tiếng nói của chúng tôi và những lời nói dối của chúng tôi. Bạn đã bị đấu thầu bởi chúng tôi. Do đó, bạn sẽ ở đây mãi mãi. Ma quỷ bắt những linh hồn hư mất này chế nhạo vì họ đã bỏ qua cơ hội để ăn năn và bước vào vinh quang sau đó chúa cho tôi thấy một chị từng hát trong nhà thờ cô ấy đang ở trong một nơi có lửa và cô ấy đang hét lên khi cô gái nhìn thấy tôi cô ấy bắt đầu gọi cho tôi để yêu cầu tôi đưa cô ấy ra khỏi đám cháy cô gái nói làm ơn làm gì đó đi tôi cảm thấy như cô em gái của tôi là vợ của một mục sư cũng đang đến nơi này tôi sợ rằng anh rể của tôi cũng sẽ đang đến nơi này làm gì đó cảnh báo họ sẽ đến đây nếu họ không ăn năn. Chúa Giêsu nói, người phụ nữ này ở đây vì phù thủy và dối trá. Cô ấy đã từng hát trong nhà thờ, nhưng cô ấy đã không từ bỏ công việc phù thủy. Cô nói, tôi là một kẻ đạo đức giả, tôi có hai mặt và tôi là một phù thủy. Mặc dù tôi đã đến nhà thờ và nghe lời Chúa nhiều lần, nhưng tôi không ăn năn. Bây giờ tôi đang ở trong nơi đau khổ này. Không còn khả năng thoát ra trong thế gian tôi có tiền và hàng hóa nhưng từ khi rơi vào nơi này tôi không còn thấy tiền nữa tôi đã mất tất cả tôi đã đi đến kết luận rằng mọi thứ đã trở nên vô nghĩa kể từ khi tôi chết rồi không thấy những gì mà tôi đã làm ra trên đất xin bạn đi bảo người nhà đừng đến đây sau kinh nghiệm này tôi đã đến gặp gia đình cô ấy và tôi đã kể cho họ nghe về kinh nghiệm này và tôi đã cảnh báo họ nên ăn năn tổng thống chết đi địa ngục sau đó tôi nhìn thấy cựu tổng thống của chúng tôi trong địa ngục vì sự hy sinh của con người bạn ơi tôi đã thấy những người ở địa ngục uống axit tôi nghĩ họ đang uống nước trái cây đây là những người đã từng uống máu người trên trái đất trong số những người này tôi đã nhìn thấy chủ tịch của chúng tôi anh ta cũng đã uống axit nhiệm kỳ tổng thống của ông dựa trên máu người axit mà anh ta đang uống đang phá hủy cơ thể của anh ta. Tôi được biết rằng anh ta đã giết rất nhiều người trong nhiệm kỳ tổng thống của mình và anh ta đã làm rất nhiều điều ác. Tôi đã được cho thấy rất nhiều của cải mà anh ta đã có được và rất nhiều hàng hóa và căn hộ mà anh ta có trên trái đất, những thứ không thể cứu được anh ta. Ông có uy tín trên trái đất, nhưng ông đã từ chối phúc âm. Đây là phần thưởng của anh ấy. Anh đau đớn cho những linh hồn anh đã giết họ đã ở trên lưng anh ta anh đã phải mang chúng mãi mãi anh chìm trong khói và lửa nhạc sĩ franco luambo trong địa ngục thiên thần cho tôi thấy một người đàn ông đang khóc trong lửa anh ta đã bị quất bởi những con quỷ một số người trong số họ đã bắn anh ta bằng những mũi tên thiên thần nói đây là một trong những nhạc sĩ ở đất nước của bạn anh ấy là nghệ sĩ âm nhạc franco luambo anh ấy đã tôn cao ma quỷ trong âm nhạc của mình và mang lại cho anh ấy vinh quang mọi người thường gọi anh ấy là đại sư vì anh ấy đang phục vụ ma quỷ tại một cấp độ cao thiên thần nói với tôi con cái của đức chúa trời phải tránh âm nhạc thế tục đó là một nam châm hút ma quỷ âm nhạc này thu hút ma quỷ trong nhà của bạn thiên thần đã chỉ cho tôi một người đàn ông đang chơi nhạc thế tục trên trái đất nhưng khi tôi nhìn lên không trung tôi thấy một con quỷ trong không gian anh ta đang ngồi trên ngai vàng trong không trung ác quỷ này trong hình dạng của con rắn và bên cạnh anh có hai con quỷ thiên sứ nói con rắn ở trên ngai vàng là satan bất cứ khi nào người ta mở nhạc thế tục trong nhà và điện thoại của họ họ sẽ mời satan vào nhà của họ nhưng khi dân sự của đức chúa trời hát những bài ca ngợi và thờ phượng trong nhà họ thì đức chúa trời và các thiên thần của ngài đi xuống thiên thần nói ai nghe nhạc thế tục khi chết người đó sẽ bị bắt và buộc tội bởi chính con quỷ âm nhạc đã ảnh hưởng đến anh ta con quỷ âm nhạc này sẽ hành hạ linh hồn của anh ta trong địa ngục thiên thần cho thấy nhiều ác quỷ âm nhạc làm việc với các nghệ sĩ âm nhạc anh ấy nói âm nhạc này đang lan truyền sự quyến rũ sau đó chú đưa tôi đến một nơi trong địa ngục nơi tôi nhìn thấy một người mẹ và hai đứa con của cô ấy họ đau khổ khóc khi họ đang khóc chú nói hãy nhìn về phía họ khi tôi nhìn tôi thấy một con quỷ có phần dưới của một con ma cà rồng và đầu của một người đàn ông con quỷ âm nhạc thế tục này đã của trách người mẹ này và nói với cô ấy mẹ ơi bây giờ mẹ có tiếp tục hát những bài hát thế tục mà mẹ đã từng hát trên thế giới không và rồi con quỷ nói với lũ trẻ, "Hỡi những đứa trẻ, các con có định hát với mẹ như chúng con đã từng làm trên đất không?" Khi con quỷ hét lên, tôi thấy người mẹ khóc nhiều hơn. "Chú nói, người phụ nữ này thường đưa âm nhạc thế tục lên tivi và các con của cô ấy đang nhảy múa và cô ấy đang khen ngợi chúng." "Bạn ơi, tôi đã thấy những đứa trẻ ở địa ngục đau khổ và khóc lóc. Không ai có thể giúp họ." trẻ em sẽ không xuống địa ngục nếu chúng ta dạy chúng theo cách của Chúa. Còn tiếp. HTTPS Manadivin.com 2022